Hôm nay thầy sẽ bầu bạn Jenny làm thủ quỹ của lớp mình. Hoan hô! Mình vui và hãnh diện quá đi mất. Ôi, bước chân rón rén này là của ai vậy nhỉ? Hả? Cậu có tiền không? Cho tớ vay một ít. Tớ không có. Cậu nói dối, tiền đây còn gì? Đó là tiền quỹ lớp. Tớ hứa ngày mai sẽ trả cậu mà, Jenny nhé. Thôi được rồi. Ờ, nhớ ngày mai phải. Ờ. Cậu cứ yên tâm. Không biết ngày mai xem có trả đúng hẹn không đây. Ôi, quần áo hạ giá này, mua đi mua đi. Đúng là rẻ thật. Mua đi hai cháu. 50.000 á. Jenny ơi, cậu có tiền không? Cho tớ vay để mua váy đi. Tớ không có. Đi mà Jenny. Tớ hứa mà tớ sẽ trả luôn. Liệu lần này Jenny có cho Ladona vay tiền không đây? Cậu cho tớ vay tiền quỹ lớp đi. Tớ chỉ mua duy nhất chiếc váy này thôi. Dừng lại. Cảm ơn cậu nhé Jenny. Cậu nhớ mai phải trả đấy nhé. Ôi trời, vậy là Jenny lại một lần nữa tự ý dùng tiền quỹ lớp rồi. Dừng lại. Cậu trả tiền cho tớ đi. Mai tớ trả nhé. Cậu hứa hôm nay sẽ trả cho tớ mà. Có vẻ như Jem không thể trả được tiền cho Jenny trong hôm nay rồi. Ôi không, trả tiền cho tớ nào. Tớ chưa có tiền. À, thầy giáo kìa. Vậy là Ladona cũng đã thất hẹn không trả tiền cho Jenny rồi kìa. Có vẻ như Jenny đã nghĩ ra cách gì đó rồi. Wow, là tiền này. Ơ, có chuyện gì với đồng tiền này vậy? Hả, cậu có định trả tiền tớ không? Tớ không trả thì cậu làm gì được tớ? Tớ sẽ mách bố mẹ cậu. Ôi, là bài kiểm tra của mình mà. Tiền của cậu đây. Wow, cậu có chiếc váy đẹp thế. Nhìn mình thật giống như một nàng công chúa vậy. Ơ, một chiếc giày của mình đâu rồi? Quái lạ thật. À, đây rồi. Trả tiền thì tớ đưa giày cho. Tôi chỉ có mỗi 10.000 thôi. 10.000 á? Cậu cầm đi này. Vẫn chưa đủ mà, Ladona. Thế này làm sao đủ tiền để đưa thầy giáo bây giờ? Có chuyện gì với Jenny vậy? Em xin lỗi vì đã làm mất tiền. Em hứa sẽ đền bù ạ. Ôi trời, thầy giáo nổi giận và đang trách mắng Jenny rồi kìa. Có vẻ như James và Ladona cũng đã nhận ra lỗi của mình rồi. Tất cả là do lỗi của bọn em ạ. Vậy là James và Ladona bắt đầu kể lại toàn bộ câu chuyện và lý do tại sao Jenny thiếu mất tiền quỹ lớp cho thầy giáo nghe. Các em biết nhận lỗi như thế là tốt rồi. Dạ vâng ạ. Nhưng mà các em vẫn phải lao động để sửa sai. Dạ vâng ạ. Cho bọn tớ xin lỗi nhé. Tớ sẽ phụ các cậu dọn dẹp nha. Thật may, cuối cùng thì Jenny cũng đã nhận được lời xin lỗi từ các bạn và không bị trách mắng rồi. Sao đột nhiên dừng lại vậy? Không đi được nữa rồi. Hả? Bốc khói luôn. Xe bị làm sao vậy? Phải xuống xem mới được. Động cơ bị hỏng rồi. Cặn ga cũng không lên nữa. Khởi động lại xem nào. Bây giờ phải làm sao nhỉ? Mình sẽ gọi cứu hộ tới. Cứu hộ nghe, xe tôi gặp sự cố rồi, mà tới sửa đi. Vâng vâng, vui lòng đợi chút. Tôi đến đây. Sao họ mãi chưa tới nhỉ? Kia rồi, đây đây, tới bên này. Xin chào. Họ giúp tôi sửa chiếc xe này với. Được ạ, để tôi xem. Không ở đâu ta? Khởi động thử xem có lên được không? Thôi, không biết là hỏng ở đâu nữa. Hãy nghĩ cách khác thôi. À, có khách rồi. Mời quý khách lên xe. Tôi sẽ đẩy xem xe có đi được không nha. Nào, đi thôi. Ôi, mệt quá. Ôi, xe hỏng nặng quá. Tôi không sửa được nữa rồi. Phải làm sao bây giờ nhỉ? Thử tìm cách khác vậy. À ha, biết rồi. Ấm ba la, hiện ra. Đây rồi, mau đến xem đi. Cùng mở ra nha.
Wow, một chiếc ô tô siêu VIP Pro. Wow, xịn quá. Chúng ta cùng lắp ráp chiếc xe này nha. Ok. 1, 2, 3, 4 cái bánh xe. Còn đây là bánh xe. Mau đem đồ đến đây giúp tôi đi. Lắp tấm kính này vào. Phải lắp cả vô lăng nữa. Tiếp đến là bánh xe. Bánh xe thứ hai. Chiếc bánh xe thứ ba. Và chiếc cuối cùng. Phải lắp đúng thứ tự của các bộ phận. Không được thiếu bất kỳ bộ phận nào nhé. Sắp xong rồi. Ở đây phải lắp đủ hai cái ốc. Xong rồi. Vậy là chiếc xe mới đã được lắp ráp hoàn thiện rồi. Wow, chiếc xe đẹp quá. Mời bạn đi thử xe. Lên xe nào. Khởi động xe nè. Wow, nổ máy rồi. Bạn đi nhé. Đúng là xe VIP. Đi thích quá. Yeah. Chúc bạn đi đường an toàn. Tạm biệt. Đó, em bắt được chị đấy. Lê, bắt đi nè. Em sẽ bắt được chị cho xem. Chị đây nè. Chị đâu rồi? Chạy nhanh thế. Nào nào, chạy về nhà thôi. Vào nhà đi. Ở đây thoải mái quá. Em đâu rồi? Em đây. Lê. Bỗng nhiên gió bão nổi lên. Ôi, gió to quá. Cứu với. Ôi không, nhà bếp đổ mất rồi. Căn này cũng sắp bị thổi bay rồi. Ôi không. Em có sao không? Em đau quá. Nhà đổ mất rồi, chúng mình hết chỗ để chơi rồi. Chúng mình nên làm gì bây giờ nhỉ? Để nghĩ xem nào. À, chỉ có cách rồi, chúng mình đi tìm mẹ nha. Mẹ ơi, chúng con muốn cái thứ đồ chơi khổng lồ. Cái gì cơ? Một cái nhà thật là to ý ạ. Vậy để mẹ mua cho nha. Vâng ạ. Alo, giao cho tôi một căn nhà đồ chơi thật to nha. Xe chở đồ chơi tới đây. Cuối cùng cũng đến nơi rồi. Wow. Wow, xin chào anh. Xin chào. Tôi mang đồ chơi đến cho các bạn đây. Bây giờ tôi sẽ hướng dẫn mọi người mở ra và sử dụng nhé. Ok. Vậy được rồi, tạm biệt nhé. Chúng ta cùng mở ra nào. Yeah, háo hức quá. Wow, đẹp quá. Nào, mau lấy ra để lắp ráp thôi. Có nhiều bộ phận chưa nè. Còn một mảnh này. Lại thêm một mảnh nữa. Wow, lấy ra hết rồi. Cùng nhau lắp ráp lại nào. Phải xoắn ốc thật chắc chắn nha. Thích quá. Chỗ này cũng phải lắp ốc vào nữa nè. Cuối cùng là lắp phần đầu vào. Đừng quên lắp ốc nhé. Phải lắp thật cẩn thận nha các bạn nhỏ. Đây nữa ạ. Ôi, lắp cái này cũng khó phết nhỉ. Mình cũng phải giúp mẹ và chị một tay. Làm cho các bộ phận gắn thật chắc vào nhau. Ở chỗ này nữa. Không được quên lắp ốc. Cuối cùng cũng xong rồi. Mình phải chơi thử trước đã. Cái này thú vị thật đấy các bạn ơi. Đây là một chiếc cầu trượt khổng lồ. Cầu thang để lên xuống nè. Một chiếc cầu thang màu hồng đẹp long lanh. Xong rồi. Các con xem có thích không nào? Đẹp quá, con thích lắm ạ. Bây giờ mẹ phải đi có việc. Hai con ở nhà chơi ngoan nhé. Vâng ạ, tạm biệt mẹ. Mẹ đi rồi, chúng mình cùng nhau chơi đi. Chỉ có một cái bể bơi khổng lồ. Mau đổ thật nhiều bóng vào nào. Wow, tuyệt quá. Đổ đi bóng cả bể luôn nhé. Thích quá. Nào, chạy lên cầu thang để trượt xuống cầu trượt nhé. Yeah, đến lượt chị nha. Em sẽ tập lái xe ở đây. Ước gì ngày nào cũng được chơi như thế này. Ờ, có gì lấp lánh vậy nhỉ? Xem nào. Wow, một chú gấu. Ờ, gấu hả? Gấu bông kìa. Em cũng muốn chơi với gấu. Không, nó là của chị. Không cho em chơi cùng đâu. Ờ, cho em chơi với. Chị không cho đấy. Liêu liêu, nếu được thì chị cho chơi cùng. Cho em chơi cùng đi mà. Nào, lại đây đi. À, em bắt
được rồi. Không không, đừng kéo mông chị như thế. Cần lâu, đó của chị chứ. Không, của em. Trả đây. Hả, cái gì kia? Yeah, một chú gấu khác. Em có gấu rồi. Thế thì chúng mình cùng chơi. Nè, ra kia chơi nha. Đi thôi. Biu biu, trượt đi gấu ơi. Đến lượt bạn này. Cho các bạn ấy ôm nha tí đi. Chơi với các bạn thật là thích. Vui quá.